Sau gần 2 ngày băng rừng vượt suối, đến trưa ngày 7 tháng 11, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở núi tại nhà máy thủy điện Nước Oa, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, làm cho 4 công nhân bị vùi lấp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2017, một vụ sạt lở núi đã chôn vùi khu điều hành của nhà máy thủy điện Nước Oa, làm cho 4 công nhân bị vùi lấp trong hàng trăm mét khối đất đá. Nhận được tin báo, Quân khu 5 đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 và Ban Chỉ huy sự huyện Bắc Trà My điều động 50 cán bộ chiến sĩ hành quân vào triển khai công tác cứu nạn. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, chia cắt mọi lối vào nhà máy nên cán bộ chiến sĩ phải cắt rừng tìm đường. Và đến trưa ngày 7 tháng 11, các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở. Với khối lượng đất đá rất lớn, phương tiện cứu hộ chuyên dụng không thể vào được nên quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với trách nhiệm của người lính cùng tinh thần quyết tâm cao, đến 18 giờ ngày 7 tháng 11, các lực lượng đã tìm thấy thi thể của 2 công nhân và tiến hành bàn giao cho gia đình. Hiện nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang tích cực khẩn trương tìm kiếm thi thể 2 công nhân còn lại để đưa về cho gia đình mai táng, chôn cất.